Xin chào tất cả mọi người, mình là Công đến từ ban truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay mình đang có mặt tại xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để thăm lại một công trình mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình nhà chị Luyến. Đó là công trình nhà phố 3 tầng mang phong cách hiện đại, bọn mình đã tư vấn cho gia đình và đây chính là công trình đó. Thì các bạn có thể xem qua những cái hình ảnh mà mình bay flycam để có thể hiểu hơn về công trình cũng như là xem qua tổng thể của công trình. Thì đây là một công trình nhà phố, đây là nhà sát nhà, vách sát vách. Thì mình sẽ giới thiệu qua về khuôn đất cũng như là các kích thước của công trình. Sau đó thì sẽ mời mọi người vào bên trong chúng ta cùng khám phá công năng nha. Thì đầu tiên đó là khuôn đất của công trình này. Thì nhà lô là với chiều rộng phủ bì là 5m các bạn. Và tổng chiều sâu của công trình này, của khuôn đất sẽ rơi vào khoảng gần 30m các bạn. Thì mà mình cũng tư vấn thiết kế làm sao cho tối ưu được cái phần khuôn đất và làm sao đầy đủ công năng của công trình. Phía trước là khu vực gara và phía sau làm sao cho có một cái không gian khu vườn nhỏ phía sau cũng là sân ướt ở phía sau. Thì mà mình cũng tư vấn thiết kế chúng ta đẩy lùi vào phía sau một chút để chúng ta có một cái khoảng sân nhỏ ở phía trước rồi mới đến gara rồi mới đến công trình chính nha các bạn. Thì các bạn có thể xem qua, đây là một mẫu khá là hay cũng như là rất là phổ biến trong những cái năm vừa rồi đúng không ạ? Một ngôi nhà 3 tầng mà phong cách hiện đại, các bạn có thể thấy những cái khu vực bên trên tầng 2, tầng 3 cũng như là phần bên trên mái đều được thiết kế khá là hiện đại đúng không ạ? Thứ nhất là khu vực tầng 1, đó là khuôn viên khu vực gara rồi kết hợp là để xe đúng không ạ? Bên trên tầng 2 thì đó là khu vực sân chơi nho nhỏ, thì gia đình cũng có trồng thêm những cái chậu cây hoa cũng như là khi mà buổi tối chúng ta có thời gian chúng ta có thể uống cà phê ở ngoài khu vực đó, ngắm khuôn viên phía trước rất là tuyệt vời nhá. Và cái kiến trúc của bên trên tầng 2 và tầng 3 cũng như là phần áp mái của bọn mình cũng có những cái phần ban công được đẩy lùi ra để tạo ra cái hình khối được đẹp mắt bắt mắt. Ngoài ra ở phía bên trái của công trình cũng có những cái khoảng thông tầng rất là lớn đúng không ạ? Và bên ngoài nó là một cái hệ vách, thì cũng là những cái điểm nhấn bọn mình phân bố cái màu sắc của công trình được hài hòa như được đẹp mắt hơn. Thì màu sắc của tổng thể của công trình này đó là màu sơn trắng sứ kết hợp với lại cái phần thông tầng đúng không ạ? Cái phần vách kia nó được ốp được sơn là giả cái phần gỗ màu nâu nha các bạn, thì cũng rất là đẹp cũng như là lạ mắt đúng không ạ? Ngoài ra thì cái phần hệ cửa thì cũng làm được bằng chất liệu là nhôm hệ, cũng là thêm cái nét hiện đại, cũng có những cái phần đèn hát tường. Và bên trên cùng cũng có một cái hệ lam bằng thép sơn tinh điện, và bên trên nó là cái mái kính tre, những cái đèn downlight ở bên dưới những khu vực ban công cũng như khu vực mái đua ra đúng không ạ? Tổng thể một công trình cũng khá là hài hòa cũng như là phù hợp với lại cái phong cách của gia đình chị Luyến nhá. Thì bây giờ sẽ mời mọi người vào tiếp bên trong, mình sẽ giới thiệu từng phần một nhá. Thì đầu tiên sẽ là khu vực ngoài này, đây là một không gian đệm, một khu vực sân nhỏ đúng không ạ? Thì ban ngày thì chúng ta có thể để ô tô ngoài này, còn ban đêm chúng ta có thể để ở ngoài gara đây. Phía trước đây cũng có một được thiết kế đúng không ạ? Vị trí đường nước đây, vị trí chuông đấy ạ. Bên trên cũng được che bằng mái tôn để làm sao cho buổi sáng thì ánh nắng cũng có thể hạn chế hắt vào trong này, thì khu nhà chúng ta luôn luôn là mát. Phía trước đây cũng được lát gạch đỏ là chống trơn trượt nha các bạn. Và hiện tại khu vực cốt của phần sân đây so với mặt đường thì cũng đã chênh khoảng 3-40 phân nha các bạn. Thì cũng thoải mái đúng không ạ? Mưa thì không bao giờ có thể ngập lên khu vực ngoài này, rất là hợp lý đúng không ạ? Và cao hơn hoàn toàn so với những công trình xung quanh khoảng một bậc nha các bạn, rất là hay đúng không ạ? Tiếp tới là khu vực gara của công trình này. Thì gara ở đây bọn mình tư vấn thiết kế là với diện tích là 25m2, rất là rộng rãi đúng không ạ? Chúng ta có thể hoàn toàn đỗ
đậu hai ô tô hoặc một ô tô rất là lớn, bên cạnh là vẫn là đậu xe máy rồi xe đạp đúng không ạ? Bên cạnh đây là cũng là một vị trí là tủ để đồ đúng không ạ? Không gian khu vực phía trước đây thì sử dụng là cửa cuốn, ở đây cũng là sử dụng là thương hiệu Outdoor, cũng là một trong những cái thương hiệu rất là an toàn đúng không ạ? Cũng như là thẩm mỹ về tất cả các loại cửa cuốn lô trong lô ngoài đúng không ạ? Đặc biệt là mình chia sẻ thêm mọi người, cửa cuốn Outdoor còn có cái nền tảng có thể là bảo mật rất là tốt nha, chúng ta copy cái mã để mở cửa rất là khó nha. Đấy, chống trộm cũng như là cái phần an ninh đảm bảo cho công trình thì cửa cuốn Outdoor thời điểm hiện tại là đang khắc phục so được tốt hơn so với những cái phần cửa khác. Thì khu vực này cũng được lát lên những cái loại gạch cổ rất là lớn đúng không ạ? Trần là trần thạch cao làm đơn giản với những cái phào ở góc đúng không ạ? Đèn downlight màu sơn trắng rất là sáng đúng không ạ? Cũng như rất là đẹp lung linh cho khu vực này 25m². Thì tiếp tới sẽ là cái khu vực hè của công trình, tại vì nằm âm bên trong mà mình cũng tối ưu cái phần hè nó vừa đủ nha các bạn. Rồi đến cái khu vực là cửa công trình thì đầu tiên sẽ là khu vực cửa chính, đây là hệ cửa 4 cánh rất là lớn đúng không ạ? Chất liệu đây là đều bằng gỗ lim Nam Phi nha các bạn. Thì cũng là một trong cái mẫu cửa để các bạn có thể tham khảo. Cửa gỗ kết hợp với ô thoáng bằng kính thì tổng thể cũng rất là đẹp hài hòa đúng không ạ? Bên trên cũng là những cái ô thoáng này ạ. Gỗ kết hợp bằng kính, cửa đây là những cái ô kính, đây là kính cường lực hết nha các bạn. Và phía trước đây cũng có trang trí thêm cái chậu cây, thêm một chút không gian xanh được lại gần công trình được nhiều hơn. Ok, thì xin mời mọi người vào bên trong, mình sẽ chia sẻ tiếp ạ. Hiện tại mình đang đứng ở không gian khu vực phòng khách của công trình này, thì mình sẽ giới thiệu về kích thước. Thì diện tích ở đây thì bọn mình tư vấn thiết kế là 32m², các bạn để thấy rất là rộng rãi cũng như là sáng thoáng đúng không ạ? Thứ nhất là cái bộ bàn ghế sofa, đây là chất liệu bằng gỗ hương đá này các bạn, thì mang phong cách cũng rất là hiện đại đúng không ạ? Giả cái phong cách gỗ sồi mà rất là nổi tiếng như là được nhiều khách hàng ưa chuộng đúng không ạ? Sau này sẽ là một bộ kệ tivi cũng chất liệu bằng gỗ hương đá này các bạn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp đó là các bạn thì thấy là cái phần nền của công trình này thì toàn bộ nền đây được lát bằng loại gạch khổ lớn kích thước 1m x 1m, cái gia đình cũng rất là đầu tư cho cái khoản này đúng không ạ? Toàn bộ là cũng có những cái phần chỉ chạy xung quanh của cái phần tường đúng không ạ? Đây cái gạch ốp tường cũng là tạo cái điểm nhấn cũng như là tạo ra khu vực cái phòng khách này được vuông vắn hơn cũng như là gọn gàng hơn rất là nhiều nha các bạn. Và bên trên phần trần của khu vực phòng khách này cũng là đang sử dụng là trần thạch cao kết hợp với giặt cấp, kết hợp với đèn downlight đúng không ạ? Ở giữa thì cũng có bức phù điêu rất là lớn và vị trí quạt trần để khi mà chúng ta ngồi khu vực phòng khách này sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Thì các bạn có thể thấy là khu vực nhà phố thì nhà sát nhà vách sát vách nên chúng ta rất là ít những cái vị trí cửa để có thể lấy sự thông thoáng, thì chúng ta bắt buộc phải lấy từ phía trước, lấy từ phía sau hoặc là những cái ô giếng trời ở vị trí cầu thang nha các bạn. Ok, tiếp theo không gian mình sẽ giới thiệu với mọi người đó là ngay phía sau ở khu vực cầu thang đây chính là khu vực bếp cộng ăn. Thì trong này mình tư vấn thiết kế là với diện tích là 20m² nha các bạn, một không gian rất là rộng rãi. Bởi vì sao? Lý do là khu vực cầu thang này được làm cái phần bậc lên nó sẽ nằm ngoài kia đúng không ạ? Chúng ta thêm một cái hệ lam bằng gỗ đấy, đây chất liệu bằng gỗ lim nhá, để ngăn cách cũng như là tạo cái nét đẹp trang trí cũng như là giúp khu vực bếp này được rộng rãi hơn rất là nhiều. Khu vực bếp này thì cũng có những cái phần hệ tủ đây ạ, kết hợp với những cái nẹp bằng gỗ đây. Đây các bạn thể thấy rất là vuông vắn gọn gàng đúng không ạ? Mình đứng đây cũng lọt thỏm đúng không ạ? Đây, không gian này thì được bố trí bộ bàn ăn 6 đến 8 người ngồi rất là thoải mái, rộng rãi nha các bạn. Chất liệu đây bằng gỗ sồi này. Khu vực tủ bếp, rồi tủ bếp trên, tủ bếp dưới đây cũng được thiết kế rất là hiện đại, mình tư vấn thiết kế đúng không ạ? Chất liệu đây cũng bằng gỗ sồi Mỹ nhá, hoặc là gỗ thông Mỹ đấy, tên gọi ấy. Đầy đủ thiết bị đúng không ạ? Hiện đại luôn nha các bạn. Bếp từ rồi, mọi thứ rất là ok đúng không ạ? Khu vực trung tâm đây cũng là cái phần nồi trần, vẫn là trần thạch cao kết hợp đèn downlight đúng không ạ? Và không gian không thể thiếu trong phòng khu vực tầng 1 đây chính là nhà vệ sinh chung nằm ở phía cuối đây nha các bạn. Thì cũng là đầy đủ thiết bị cũng như là công năng nhá, rất là gọn gàng đúng không ạ? Và chúng ta ngăn biệt ra, ngăn cách ra và cũng rất là tiện khi mà chúng ta sinh hoạt ở bên dưới khu vực phòng 1 này. Và phía sau đây còn một lối nữa thì đi ra khu vực không gian phía sau này, gia đình ông bán tôn làm cái khoảng sân vườn nho nhỏ, rồi sân ướt cũng là khu vực bếp ga sơ cua ở ngoài này, rất là hợp lý đúng không ạ? Khoảng 40-50m² ở phía đằng sau để làm sân vườn, sân khô, sân ướt nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ mời mọi người lên không gian của tầng 2
Thì trước lên khi lên không gian tầng 2 các bạn, bác gặp một cầu thang rất là đẹp đúng không ạ? Đây chất liệu cũng đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi nha các bạn. Để thấy là những cái phần trụ bằng gỗ rất là to khỏe, được chạm khắc rất là tinh xảo, cũng như là bộ tứ quý đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Phúc lộc thọ đấy ạ. Đây, phần cầu thang đây toàn bộ là hệ bậc, từ mặt bậc, cổ bậc đều được làm bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi nhá. Kể cả tay vịn con sau đều được làm bằng gỗ, rất là hiện đại đúng không ạ? Rất là đẹp mắt. Và với cái kích thước độ rộng cầu thang này, chúng ta hoàn toàn di chuyển thuận lợi vào ở những cái khu vực này nha các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là đẹp, cũng như là ấm cúng, thêm cái sự sang trọng, cũng như là sự bề thế của gia chủ, cũng như là sự tâm huyết của gia chủ dành cho công trình của gia đình mình. Và hiện tại mình đang có mặt tại trên tầng 2 của công trình này, sẽ đi từng không gian để giới thiệu tất cả mọi người. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy một màu sơn trắng kết hợp với đèn rất là sáng thoáng cho khu vực hành lang, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Phòng đầu tiên mình giới thiệu mọi người đó là một phòng ngủ master. Hiện tại thì gia đình chị Luyến, anh chị đang sinh hoạt ở khu vực phòng này nhá. Thì thứ nhất là diện tích được thiết kế là 20m², được bố trí giường, tủ, tivi đầy đủ nha các bạn. Trần thạch cao cái đợt đèn downlight. Thì bên trên này khổ gạch thì cũng đã được nhỏ đi rồi nhá. Thì là 80x80, đây là màu giả đá là vân mây nha các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhà vệ sinh khép kín. Ở đây được thiết kế với diện tích là 4m². Anh chị thoải mái sinh hoạt trong cái khu vực phòng ngủ này. Cũng có những cái vị trí cửa sổ đấy, theo hướng mặt sau đúng không ạ? Vì công trình nhà phố đấy, mình đã chia sẻ với chúng ta phải lấy thoáng từ mặt trước và mặt sau. Và khu vực ngoài này cũng là một cái ban công ở phía ngoài này nhá. Thì buổi chiều ở đây là hướng Tây cũng rất là nắng đúng không ạ? Thì cũng sẽ giúp mát hơn nhiều. Khi mà chúng ta làm cái phần ban công này thì bên trên có ban công nữa thì nó cũng sẽ đỡ đi được một phần nào nha các bạn. Như là phòng đầy đủ các trang thiết bị, sinh hoạt rất là thuận tiện ở trong cái phòng ban này. Cửa ở đây toàn bộ cửa thông phòng các bạn có thể để ý đây, đều là chất liệu bằng gỗ lim Nam Phi hết nha. Anh chị cũng rất là đầu tư cho công trình này. Và không gian tiếp theo giới thiệu với mọi người ngay bên cạnh cầu thang, đó là một nhà vệ sinh chung nhá. Thì nhà vệ sinh chung này cũng được bố trí đầy đủ các loại thiết bị để phục vụ các phòng ban còn lại ở trong tầng 2 này. Và tiếp theo đó là một phòng ngủ ở bên cạnh khu vực nhà vệ sinh chung này. Đó là phòng ngủ của bé gái. Phòng ngủ bé gái ở đây được tư vấn thiết kế với diện tích là 14m², được bố trí thiết kế là vị trí là giường này, táp đầu giường này, vị trí bàn học rất là rộng rãi thoải mái đúng không ạ? Đây vị trí tủ bằng gỗ nhựa cũng rất là hiện đại đúng không ạ? Thì em sinh hoạt trong phòng này cũng rất là tuyệt vời. Gạch lát nền nồi vẫn là trần thạch cao các bạn. Màu sơn tường vẫn là màu sơn trắng để làm sao cho phòng lúc nào cũng sáng và có cảm giác được thoáng như là rộng rãi hơn. Khu vực hành lang các bạn có thể thấy là những cái đèn downlight rất là tuyệt vời cả một tuyến đúng không ạ? Và không gian tiếp theo giới thiệu với mọi người đó là một phòng ngủ nữa, có diện tích là 17m². Thì hiện tại phòng này gia đình cũng chưa sử dụng nhưng cũng đã để chờ rất là nhiều thiết bị đúng không ạ? Hiện tại đang để một bộ bàn ghế gỗ để chúng ta có thể làm phòng sinh hoạt chung, cũng như là một cái kho nhỏ để đồ đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể ngồi được và chăn chiếu để khu vực này. Kết hợp đây là phần rèm nha các bạn, được làm rất là gọn. Các bạn thì tham khảo cái mẫu rèm như này, kết hợp với lại trần thạch cao rồi đèn downlight nha các bạn. Và phòng ngủ này thì được ưu ái cái không gian như mình đã nói là một vị trí sân chơi ở ngoài này, rất là mát mẻ thoáng đãng nhá. Và khu vực này đã được giật cấp rồi nha các bạn, giật cấp khoảng 10 phân ra phía trước đây. Thì ở ngoài này diện tích là khoảng 15m² các bạn, cũng đã được trang trí thêm những cái vị trí cây xanh để thêm cái phần không gian xanh được lại sát công trình, cũng như là sau này cây lớn thì có thể là đỡ một phần nào nắng của cái buổi sáng. Cũng được lát những loại gạch chống trơn nhá. Cái phần lan can bảo vệ đây có bằng thép sơn tĩnh điện này, rất là đầy đủ đúng không ạ? Và cái phần này các bạn thấy ra được sơn kiểu màu giả gỗ nhá, màu nâu ạ. Rất là tuyệt vời, khoảng thông tầng kết hợp đèn hát đúng không ạ? Hiện tại mình đang có mặt ở trên tầng 3 công trình này. Vừa mới lên thì mình cảm thấy rất là thoáng và mát. Thì không gian đầu tiên ngay ở vị trí bên tay trái khi mình lên ạ, chính là không gian khu vực phơi giặt của gia đình. Trên này rất là thoáng mát và hút gió cho các bạn. Thì những cái vị trí máy giặt đúng không ạ, cái phần phơi, rồi những cái phần tường bao xung quanh kết hợp với cái hệ song sắt sơn tĩnh điện đây, sẽ giúp khu vực cầu thang, khu vực ở ngoài này sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều. Cũng là một cái vị trí lỗ thăm ở ngay ngoài này nha các bạn.
rất là hợp lý cũng như là tiện và rộng rãi đúng không ạ? 25 m². Và tiếp theo ở phía bên phải cầu thang chính là đồng bộ với lại khu vực bên dưới, đó là một nhà vệ sinh chung của tầng 3 thì cũng đầy đủ là công năng nhé. Đấy, được thiết kế với diện tích là 5 m². Và tiếp ngay bên cạnh đó thì cũng đồng bộ với lại khu vực bên dưới, đó là một phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của con trai lớn của gia đình chị Luyến, thì được thiết kế với diện tích 14 m², thì vẫn là giường tủ đầy đủ, đồ nội thất là đồng bộ với phòng bên dưới, rất là rộng rãi đúng không ạ? Các bạn có thể tham khảo với diện tích như này, chúng ta bố trí giường tủ không gian thì nó còn như này. Thì phần nền và phần trần thì cũng vẫn là đồng bộ đúng không ạ? Những cái loại gạch cột lớn và trần thạch cao kết hợp với lại đèn đao lai. Và một không gian không thể thiếu trong mỗi gia đình đó là khu vực phòng thờ. Thì phòng thờ ở đây thì không làm phần cửa các bạn, để thông thoáng làm sao chúng ta di chuyển thuận lợi vào trong công trình. Thì tùy mỗi công trình chúng ta có thể xây thêm một cái phần hệ vách ở đây nữa để ngăn cách ra một chút. Thì đây là ban thờ của gia đình, thì hướng của ban thờ cũng là theo hướng công trình đúng không ạ? Cũng như là phải phù hợp với lại tuổi của gia chủ. Thì phần phòng thờ này thì phần trần đây cũng đã được làm đơn giản hơn, với những cái phần phào, phần chiếu được làm lồi ra một chút đúng không ạ? Và khu vực mặt tiền đây vẫn là những cái phần hệ rèm kết hợp với lại cửa nhôm kính đúng không ạ? Cửa nhôm sinh pha. Và phía ngoài này chính là một cái ban công đúng không ạ? Chúng ta có thể đi ra ngoài ban công, ban công đều được dệt cấp cũng như là vị trí cấp thoát nước để chúng ta có thể trồng thêm cây, thoát nước mưa nhé. Những cái vị trí cửa sổ thêm rất là hút gió đúng không ạ? Đây là hướng tây nam, rất là mát này các bạn, hướng nam đấy, đông nam đấy ạ. Buổi chiều cũng như buổi tối thì không gian này rất là mát, cũng như là sự thông thoáng cho cái tòa nhà này khi mà chúng ta không có những vị trí cửa sổ ở những cái phòng bên hông. Một công trình nhà phố 3 tầng hiện đại, đầy đủ công năng cũng như có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý vị và các bạn. Mình hy vọng đây là một công trình để các bạn có thể tham khảo áp dụng cho công trình tương lai của gia đình mình. Nếu mà các bạn cũng đang có những cái nhà lô phố hoặc những cái khuôn đất tương tự thì hoàn toàn có thể tham khảo cái mẫu mà Kisato đã tư vấn thiết kế dựa trên ý tưởng của gia đình anh Trịnh, chị Luyến tại nơi đây. Thì nếu mà các bạn cũng đang cần một đơn vị tư vấn thiết kế, cũng đang chuẩn bị làm nhà và còn đang lăn tăn xem là làm nhà như thế nào, mẫu mã làm sao và công năng như thế nào, thiết kế như thế nào phù hợp, thì có thể liên hệ với mình theo số hotline bên dưới, mình có thể tư vấn hỗ trợ giúp mọi người và thi công công trình của các bạn. Hiện tại mình cũng đang có mặt trên khắp 63 tỉnh thành với rất nhiều trụ sở, từ Bắc vào Nam, ở Ninh Bình, ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, ở Đồng Nai, ở thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng tất cả các nhu cầu cũng như là ở mọi miền Tổ quốc. Ok, rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng ở trên 63 tỉnh thành. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ về những công trình thực tế mà Kisato đã tư vấn thiết kế cho các vị khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.